Xin chào mọi người, hôm nay Phú Quang xin giới thiệu đến mọi người một con đèn LED mới của Nanlite. Thì con này là FS60B. Thì hiện tại á, thì nó đã có là Forza 60B rồi. Thì con này là FS60B nha. Và nó có điều gì đặc biệt và nó có gì khác so với con Forza 60B hiện tại? Thì mình sẽ mở hộp để có thể mình xem những cái thông số và mình test thử cái đèn này như thế nào ha. Thì full box của con FS60B này á thì nó sẽ hơi khác với con Forza 60. Cái ngàm của FS60B và Forza 60B thì nó sẽ xài chung một loại ngàm nha. Và ở trong cái hộp này nó sẽ có sẵn luôn. Thay vì là con Forza 60B kia thì nó không có. Mình phải mua thêm. Rồi cái thứ hai á là ở đây nó sẽ có một cái mã của nó là RF-FMM45F. Thì cái này á thì nó sẽ cắm vào trực tiếp luôn con đèn của mình luôn và có nhiệm vụ là gom sáng, thay vì là cái chóa đèn giống như bên con Forza 60 thì nó sẽ để cái này vào. Con này thì nó sẽ không có cái chóa kia nha. Thì ở đây thì nó sẽ là làm nhiệm vụ gom sáng tốt hơn. Rồi, và đèn và cái dây nguồn. Ở đây đèn á, thì theo thông số của nhà sản xuất thì cái size đèn và cái trọng lượng nó sẽ sắp xỉ với con Forza 60B hiện tại. Ở đây nó cũng vẫn là cái ngàm của Forza 60 nha. Đây, cắm vô đó, ok. Thì cái này mình nghĩ nó giống như cái snoot vậy đó, nhưng mà nó gom sáng tốt hơn tại bên trong nó có phủ một cái lớp bạc ở trong này. Rồi bây giờ mình sẽ cắm thử điện và mình xem những cái chức năng trong này như thế nào ha. Thì theo cái thông số độ sáng giữa con này và con 60B á, thì có vẻ như là con Forza 60B kia độ sáng nó sẽ nhỉnh hơn một tí. Và cái trọng lượng thì con này nó sẽ nặng hơn một tí xíu. Một tí thôi nha, chứ không có nhiều nha. Đó, ở trên cái đầu LED này này thì nó sẽ có cái phần phủ cái màu vàng như thế này. Đây mọi người cùng xem nha. Ở con Forza 60B thì nó là cái hình nó hơi khác một chút xíu. Ở phía dưới con đèn này nó sẽ có một cái chỗ cắm nha. Ở đây là cái cổng cắm này. Nó sẽ nằm ở dưới này, thay vì nó nằm ở mặt này nha. Rồi ở mặt trước thì nó sẽ có hai cái xoay là chỉnh dimmer và chỉnh nhiệt độ màu ở bên này, chỉnh nút chức năng bên này, công tắc ở đây, nguồn ở đây. Rồi bây giờ mình sẽ thử bật nguồn lên. Rồi ok, thì mình sẽ khám phá những cái mod của nó ở trên này như thế nào. Thì đầu tiên là mình chỉnh cái này là dimmer nha. Đây mình sẽ xoay cái này thì nó sẽ nhảy từ 0 cho đến 100. Đây cường độ sáng này. Và bây giờ cái nhiệt độ màu của nó đang là 2K7. Bây giờ mình chỉnh qua ánh sáng trắng. Thì cái dải của nó là 2K7 đến 6K5 nha. Này trắng vàng đây. Ok. Rồi chỉnh cái này nhỏ vài xíu. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh mod. Để xem cái này ấn được. À cái này ấn vô được là lock. Khi mình giữ đề 3 giây thì nó sẽ lock nha.
để coi. Rồi lock này, lock thì nó sẽ hiển thị cái hình lock ở trên này và mình sẽ không có chỉnh được cái hai cái nút này được nha. Đó. Rồi mình sẽ giữ đề 3 giây lại để mở lock này. Rồi ok, bây giờ vô mod này. Thì ở đây nó sẽ có những cái mod ví dụ như là CCT, lock, rồi wedding. Paparazzi, TV, Storm, rồi Bull Flag. Và mình có thể mình chỉnh được là cái phần trăm độ sáng ở dưới này, tối thiểu và tối đa. Đó, nhiệt độ màu đây. Rồi mình chỉnh tốc độ được luôn. Ok, rồi cái này mình sẽ chỉnh channel. Channel thì mình sẽ đồng bộ lại với là remote hoặc là với app ở trên điện thoại, là app của nó hiện tại là app là Nanlin nha. Rồi. Thì ở đây nó sẽ có ánh sáng bình thường và có hiệu ứng thôi. Ok. Thì bây giờ mình sẽ lắp thử cái phần cái này vào xem cái hiệu quả ánh sáng nó như thế nào, tại vì cái này cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy. Ok, rồi mở nó lại nha. Mình sẽ chỉnh qua ánh sáng trắng này và mình tăng hết max công suất vào. Đó, thì thay vì cái con đèn đời cũ á thì nó sẽ ánh sáng nó sẽ tỏa ra rộng hơn. Còn con này thì nó gom sáng hơn và cái ánh sáng này nó sẽ mạnh hơn so với cái chói đèn bình thường kia. Và cái nếu mà xét ra thì con này mình sẽ sử dụng nhiều hơn. Tại vì bình thường mình sẽ sử dụng sắp bóc, hoặc là mình sắp bóc mình mua rời được nha, nó sẽ có củ ngàm này luôn. Hoặc là mình sẽ dùng cái này để chuyển qua ngàm bộ quen và mình dùng được những cái thiết bị ngàm bộ quen. Còn cái này thì nó sẽ gom sáng để mình đánh, ví dụ như mình đánh spotlight chẳng hạn đi, thì mình đánh tạo ven á cũng được, mình có thể mình cắm cái này vào và mình đánh, nó sẽ hiệu quả hơn so với cái chói đèn thông thường kia. Này, đó, mình muốn sáng ở đâu thì mình cứ dí đẩy thẳng vô trong đó thôi, rất là sáng ha. Và ở cái phần phía dưới này nó sẽ có một cái phần quạt. Đây, quạt thì nó sẽ nằm ở chỗ này quạt nha, mình đưa tay nhẹ vô thì nó rất là mát này. Đó. Rồi còn nếu mà mình sử dụng app Nanlin thì mình có thể mình đồng bộ Bluetooth với con này và mình có thể mình điều khiển ở trên điện thoại được luôn, hoặc là mình có thể mình sử dụng remote mình mua rồi và remote đó có thể sử dụng Bluetooth được luôn ha, điều khiển từ xa. Ok. Đó. Thì con đèn FS60B này thì hàng sẽ luôn có sẵn tại Phú Quang và sẽ có giá tốt nhất cho mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.